căng mình chờ kết quả thi vào 10, hai mẹ con dắt tay nhau vào viện tâm thần khám. Học hành là chuyện cả đời, xin đừng tự mình áp lực đến mức nguy hại đến sức khỏe. Gần đây, câu chuyện học sinh thi tuyển vào lớp 10 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ các em học sinh mà các bậc phụ huynh có con trong giai đoạn căng thẳng này cũng luôn thấp thỏm, lo lắng. Như trường hợp của cặp mẹ con chị N sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ vì quá sốt ruột với kết quả thi của con mà suốt nhiều ngày nay, cả hai mẹ con đã thức trắng nhiều đêm, trằn trọc khó ngủ, bỏ ăn và thậm chí là căng thẳng quá độ. Đến mức phải đến bệnh viện tâm thần để khám tâm lý, chị được chẩn đoán là bị rối loạn lo âu và phải sử dụng thuốc. Tìm hiểu thêm, ai nấy đều vô cùng bất ngờ khi con chị N có học lực khá. Tự đánh giá rằng em làm bài thi khá ổn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng lo lắng trong lúc chờ kết quả. Người mẹ chia sẻ, từ lâu chị đã luôn bất an lo lắng về việc con thi vào lớp 10, kỳ thi quá căng thẳng. Gần đây khi con chạy xô học thêm, thức đêm, ôn thi, cả mẹ và con cùng rơi vào trạng thái mất ngủ, không ăn được. Tình trạng của chị trở nên nghiêm trọng khi thường xuyên run rẩy, đổ mồ hôi, giảm cân không ngừng, mệt mỏi, chán trường hay suy nghĩ tiêu cực và dễ nổi giận. Lo sợ nên chị và cháu đều phải đi đến bệnh viện tâm thần để khám tâm lý. Đây chính là ví dụ điển hình nhất cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Dẫu biết kỳ thi tuyển sinh vào 10 là một kỳ thi hết sức căng thẳng, nhưng học hành là chuyện cả đời, đừng tự làm khổ mình chỉ vì áp lực thi cử. Có rất nhiều con đường để thành công, đừng quá trông mong để bản thân sa sút. Sắp tới là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, mong rằng mọi người có thể điều chỉnh cảm xúc của mình, tránh để bản thân mất cân bằng, dẫn đến những hệ lụy không đáng có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thắm TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.